chúng ta thêm một lần nữa đồng hành cùng nhau trong một trận đấu hấp dẫn. Thật vinh dự khi được đồng hành cùng quý vị khán giả trong trận đấu ngày hôm nay. Chelsea đang bước ra sân. Huấn luyện viên đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ ông đang muốn chơi hai tiền đạo nhằm tạo áp lực lên hàng phòng ngự của đối phương. Manchester City đang bước ra sân. Họ đang ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-3-3. Đội bóng này sẽ thi đấu với 3 tiền đạo ở trên nhằm gia tăng khả năng gây áp lực. Trọng tài đã cho bắt đầu trận đấu với quyền giao bóng thuộc về Chelsea. Mason Mount, N'Golo Kanté. Đó là tình huống thiết bị, anh ấy đã di chuyển quá sớm. Walker, Ruben Dias. Eden Hazard. Ruben Dias. Đó là đường chuyền bóng chính xác. Bóng đã tới chân đồng đội. N'Golo Kanté. Đó là một pha tạt bóng. Thủ môn vừa có một pha cản phá tốt, cơ hội đã trôi qua. Một đường chuyền bằng đầu tốt. Một tình huống đoạt bóng thành công. Đây sẽ là cơ hội phản công nguy hiểm. Rodri. Ném biên cho Manchester City. Walker. Sterling. Lại là một tình huống ném biên. Đó là một tình huống ném biên rất nhanh. Pha trả bóng cho đồng đội. Rodri. Sterling, Eden Hazard, Mason Mount. Tình huống đánh chặn rất tốt. Jack Grealish, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Aubameyang. Rhys James, họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng, đối thủ không thể đoạt lại bóng. Erling Haaland, Jack Grealish, Bernardo Silva, bóng đã đi ra ngoài, thủ môn sẽ phát bóng lên. Bernardo Silva. Anh ấy đang chuyền về cho đồng đội. Và ngăn chặn cú sút. De Bruyne đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Huấn luyện viên đang rất thất vọng với pha phản công vừa rồi.
Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Cú sút đi vào xa. 45 phút đầu tiên của trận đấu đã kết thúc. Cả hai đội đã cố gắng trong hiệp 1, thế nhưng trận đấu đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Giờ thì hiệp 2 sắp bắt đầu và chúng ta hy vọng sẽ được chứng kiến nhiều bàn thắng. Anh ấy đang ngăn chặn kịp thời. Erling Haaland, N'Golo Kanté. Đó là đường chuyền lơ lửng chính xác. Đó là tình huống phản công. Đó là cú sút. Tưởng chừng như đó là bàn thắng, nhưng thủ môn đã bay người cản phá xuất sắc. Bàn thắng đã tới với pha sút xoay đó. Một pha ghi bàn hoàn hảo. Với góc máy này, chúng ta có thể xem rõ pha lập công vừa rồi là ấn tượng ra sao. Chelsea đã dẫn trước, đúng như dự đoán. Bernardo Silva liên tục nhận được các đường truyền từ đồng đội. Cầu thủ chạy cánh đang đợi đường truyền từ đồng đội. Một đường truyền lơ lửng nhưng đã không thành công. Đó là một pha đỡ bung bột hoàn hảo trước sức ép của hậu vệ. Một tình huống dứt điểm. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Anh đã có bàn thắng, không quá bất ngờ. Cầu thủ này luôn duy trì được khả năng ghi bàn của mình qua từng trận đấu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Wow, một cú sút tuyệt vời. Tỷ số hiện đang là 2-0. Một tình huống xê bóng. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Một cú sút. Đó là bàn thắng cho Chelsea. Là chốt chặn cuối cùng, nhưng thủ môn ngày hôm nay không mang đến sự tin cậy cho đồng đội. Ở góc độ này, chúng ta có thể thấy rõ bàn thắng được ghi ấn tượng như thế nào. Vâng, tỷ số lúc này đang là 3-0. Phil Foden. Pha tạt bóng đó đã bị hóa giải vô cùng dễ dàng. Cơ hội để tạo ra đợt phản công. Một pha dứt điểm hơi nhiều lực, bóng đã đi vào xa mất rồi. N'Golo Kanté. Sterling. Cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Anh ấy đã di chuyển quá sớm, điều đó đã khiến anh ấy rơi vào bẫy Việt Vị. Eden Hazard. Aubameyang. Anh ấy đã truy cản xuất sắc trước pha tấn công vừa rồi. Mateo Kovacic. Rodri. Walker. Phil Foden.
Manchester City đang đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm và họ cần phải có sự thay đổi. Có lẽ anh ấy đang đợi tình huống băng lên từ đồng đội của mình. Mason Mount. Trọng tài đã cho 3 phút bù giờ ở hiệp đấu này. Anh ấy đã di chuyển khá sớm, một tình huống việt vị. Vâng, đó là chiếc thẻ vàng. Anh ấy xứng đáng với án phạt đó. N'Golo Kanté. Eden Hazard. Đó là pha phản công. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Vâng, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Đó là tình huống phản công. Đó là cú sút. Tưởng chừng như đó. Một tình huống dứt điểm. Một pha lập công hoàn hảo. Điểm 10 cho chất lượng. Một cú sút. Đó là bàn thắng cho Chelsea.